Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gã Excel sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP khá là thú vị mà bạn không thể ngờ đến nhé. Bài này ấy, thực ra là có một bạn học cùng cấp 2 với cả gà, nhờ gà hướng dẫn. Tiện thể mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn luôn nhé. Bạn ấy làm may mặc, thì ở đây ấy, là số đo của các cái học sinh là từ gã Excel 1 đến gã Excel 20. Chẳng hạn thế đúng không ạ? Đây là số đo vòng bụng này, đây là vòng mông. Bây giờ bạn ấy cần xác định với tương ứng các bạn này là size bao nhiêu, dựa vào cái số đo vòng bụng nhé. Thì đây là cái vùng quy tắc này, nếu như mà nhỏ hơn 63 thì sẽ là size 1 đúng không ạ? Từ 63 đến 66 sẽ là size 2. Đấy, tương tự như vậy, nếu như mà lớn hơn 90 thì sẽ là size 11 đúng không ạ? Thì ở đây 63 đến 66 nghĩa là gì? Nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 63 và nhỏ hơn 66 nhé. Đấy, cứ như vậy. Thì các bạn chú ý nhé, nếu như cái vùng dữ liệu của các bạn ấy mà được bố trí theo hàng ngang như thế này thì mình sẽ dùng cái hàm HLOOKUP. Còn nếu như cái vùng dữ liệu của các bạn mà được bố trí theo chiều dọc, tức là theo cột như thế này, thì các bạn sẽ dùng VLOOKUP nhé. Đấy, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái hàm VLOOKUP và HLOOKUP luôn. Trước khi làm ấy, mình cần làm một cái bước phụ. Sau khi làm cái bước phụ này mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Thì ở đây các bạn sẽ bằng này, các bạn sẽ dùng cái hàm nét. Tại vì ở đây cái size của mình nó chỉ có hai ký tự thôi đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tích vào cái ô K3 đây đúng không ạ? Các bạn phẩy 2. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Các bạn nhân với 1 để mình sẽ chuyển về dạng số đúng không ạ? Đấy, các bạn enter. Đấy, thì nó sẽ chuyển về dạng số đúng không? Các bạn kéo sang đây. Thì ok, cái này là lớn hơn 90 đúng không? Thì các bạn cứ để 90 cho mình nhé. Còn cái gì ạ? Cái nhỏ hơn 63 đây thì các bạn sẽ điền số 0. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng nhé. Các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng HLOOKUP. Thì thành phần đầu tiên của cái hàm HLOOKUP chính là cái giá trị dò tìm. Tức là mình cần tìm cái vòng bụng ở đây là 66 này đúng không? Phẩy. Thành phần thứ hai là bảng giá trị dò, chính là cái vùng dữ liệu ở bên này. Các bạn chú ý nhé, mình phải bôi đen từ cái hàng thứ hai này này. Tức là từ gì ạ? Từ G2 đến T4 đúng không ạ? Các bạn sẽ ấn F4 để cố định. Một số bạn ấy mà ấn F4 nó không cố định ấy, thì các bạn có thể giữ thêm cái nút function nhé. Phải. Thành phần thứ ba là gì ạ? Là cái hàng trả về. Thì ở đây mình cần tìm theo cái size đúng không? Hàng trả về sẽ là hàng thứ ba, 1, 2, 3. Đấy, các bạn sẽ điền 3. Phải. Cái thành phần cuối cùng là cái thành phần quan trọng nhất này. Thì thông thường ấy, khi mà các bạn dùng VLOOKUP hay là HLOOKUP ấy, thì cái thành phần trả về của các bạn ấy, các bạn sẽ thường là 0 hoặc là false. Nhưng mà trong cái bài toán này thì mình lại phải là 1 hoặc true. Đấy, ví dụ mình điền là 1 nhé. Các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Đấy, nó sẽ ra về size 3. Bây giờ các bạn sẽ tích đút vào đây. Ok, mình cùng kiểm tra nhé. Đầu tiên bạn này là 66 đúng không? 66 đây, là lớn hơn hoặc bằng 66. Đấy, chính tỏ nó là size 3 đúng không ạ? 89 này. 89 thì các bạn nhìn sang bên này. Đấy, nó sẽ là size 10 đúng không ạ? Đấy, 89 sẽ là size 10. Đây, size 11 thì nó sẽ lớn hơn 90 đúng không? 99 là size 11. Đúng rồi, rất là hay ạ. Ở đây mình sẽ làm luôn cho các bạn cái hàm gì ạ? Mình sẽ làm luôn cái hàm VLOOKUP, sau đó mình giải thích một thể nhé. Thì ở đây các bạn sẽ dùng gì ạ? Các bạn cũng dùng cái hàm left thôi. Thì ở đây các bạn sẽ bằng gì ạ? Các bạn sẽ bằng left. Left của gì? Cái ô mà ô cái vòng bụng này này. Các bạn phẩy 2. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại, các bạn nhân với 1. Đấy, các bạn enter thì nó sẽ ra 63 đúng không? Đấy, các bạn tích đút vào đây. Thì ở đây lớn hơn 90 đúng không? Các bạn sẽ điền 90 vào đây. Đấy. Các bạn chú ý nhá, nếu như các bạn mà có những cái dữ liệu của bạn nó là 3 số hoặc là 2 số hoặc là 4 số mà nó không có quy tắc nhé. Một là các bạn chịu khó các bạn điền tay bởi vì cái số liệu đây nó không nhiều. Hai là các bạn có thể kết hợp với cả cái hàm file. Thì ở đây trong cái phạm vi bài học ngày hôm nay thì mình chỉ làm cái phần left, mình tách hai ký tự thôi nhé. Đấy, ở đây mình sẽ dùng VLOOKUP này, bằng VLOOKUP. Thành phần đầu tiên của hàm VLOOKUP chính là cái số đo của vòng bụng ở đây đúng không ạ? Phẩy. Thành phần thứ hai là gì ạ? Là cái bảng giá trị dò ở đây. Đấy. Các bạn sẽ ấn F4 để cố định cái vùng dữ liệu này. Phẩy. Thành phần thứ ba là cột trả về. Đây mình cần lấy size đúng không? Cột trả về sẽ là cột số 3. Đấy, phẩy. Thì tương tự như cái hàm HLOOKUP ấy thì cái thành phần cuối cùng ở đây phải là 1 hoặc true đúng không? Thì ví dụ mình gọi là true đi. Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn enter thì nó cũng về size 3 đúng không ạ? Đây các bạn tích đúp này. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả nó giống hệt bên này rồi nhá. Thì ở đây các bạn phải điền số 0 cho chắc chắn. Đấy. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nhá. Mình giải thích một hàm thôi. Ví dụ mình giải thích hàm VLOOKUP thôi. Thì cái hàm HLOOKUP thì nó hoàn toàn tương tự như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ giải thích cái hàm VLOOKUP cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ xét từ 66 đi. Thì gì ạ? Nó sẽ quét dữ liệu ở cái cột H này. Tất cả những cái ô nào mà nhỏ hơn hoặc bằng 66. Đầu tiên là 0 này, 63 này, 66 đúng không ạ? Chỉ có 3 cái ô này là nhỏ hơn hoặc bằng 66 thôi đúng không ạ? Và nó sẽ lấy cái giá trị lớn nhất. Đấy. Thì trong cái 3 ô này thì nó sẽ lấy là 66 đúng không ạ? Thì tức là gì ạ? Nó sẽ tìm cái giá trị lớn nhất trong những giá trị mà nhỏ hơn hoặc bằng nó. Đấy. Thì nghĩa là ở đây 66 thì nó sẽ tìm tất cả những cái giá trị mà nhỏ hơn hoặc bằng 66 và nó sẽ lấy cái giá trị lớn nhất. Thì ở đây là 66 đúng cái
vùng này luôn thì nó sẽ trả về size 3 đúng không ạ? Thì mình lấy một cái ví dụ là 65 đi. 65 đi cho các bạn dễ hiểu nhá. Thì nó sẽ quét đầu tiên là 0 này, nhỏ hơn nó sẽ chọn này. 63 là nó nhỏ hơn hoặc bằng nó sẽ chọn này. 66 là lớn hơn rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ không chọn và nó sẽ chỉ chọn 0 và 63 thôi đúng không ạ? Thì trong hai cái giá trị 0 và 63 này thì cái 63 nó là lớn nhất đúng không? Thì nó sẽ lấy size 2. Đấy các bạn thấy chưa? Thì tương tự với cái trường hợp là ví dụ mình xét trường hợp là 81 đi nhá. Đấy thì tất cả những cái giá trị nào mà nhỏ hoặc bằng 81 đây các bạn bôi này. Đấy thì tất cả những giá trị này nhỏ hoặc bằng 81 đúng không? Thì nó sẽ lấy cái giá trị lớn nhất là tương ứng là 81 ở đây sẽ là size 8 đấy. 81 là size 8. Bây giờ ví dụ là 68 đi nhá. 68 thì những cái giá trị nào nhỏ hoặc bằng 68 thì có ba cái giá trị này nhỏ bằng 68 đúng không? Thì cái giá trị 66 là lớn nhất thì nó sẽ lấy là size 3 đây. Đấy 68 là size 3. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ok, nhưng mà bây giờ ví dụ mình thay đổi một chút nhá. Nếu như mà ở đây cái vùng dữ liệu của bạn ấy lại không phải là như thế này, ví dụ là lớn hơn A và nhỏ hơn hoặc bằng B. Đấy thì mình làm như thế nào? Đây là bằng cơ. Tức là trong trường hợp này là gì? Lớn hơn 63 và nhỏ hơn hoặc bằng 66 cơ. Đấy. Thì cái hàm này thay vì là nhân với 1 thì các bạn sẽ cộng thêm một chút nữa nhá. Ví dụ các bạn cộng thêm là 0.01. Đấy. Các bạn cộng thêm một cái số rất nhỏ thôi. Đấy thì các bạn kéo sang đây. Đấy các bạn thấy chưa? Tất cả cái này lại thay đổi đúng không? Bây giờ 66 nhá. Theo đúng cái quy luật này ấy, thì 66 nó phải là size 2 cơ. Đấy các bạn thấy chưa? 66 này thì lúc này nó sẽ chuyển về size 2. Trong khi cái hàm VLOOKUP mình chưa sửa nhá thì nó sẽ vẫn là gì ạ? Nó vẫn là size 3. Ok các bạn thấy không? Khá là thú vị ạ. Vậy thì cái điều kiện để làm được cái việc này là gì ạ? Các bạn phải chú ý cho mình nhá là cái thứ tự ở đây này nó phải sắp xếp theo cái chiều tăng dần. Và bên này cũng vậy, thứ tự phải sắp xếp theo chiều tăng dần. Đấy. Nếu như mà thứ tự mà sắp xếp không tăng dần là không làm được đâu ạ. Đấy. Cái trường hợp ở đây mình cứ điền là gì? Mình có thể điền 90.01. Đấy. Còn cái trường hợp mà nếu như cái hàm VLOOKUP mà các bạn cũng nhỏ hoặc bằng nhá thì ở đây các bạn cũng điền công thức thôi. Mình sẽ cộng thêm gì ạ? Các bạn sẽ cộng thêm là 0.01. Tức là mình tăng cho nó thêm một tí luôn. Cái này ví dụ mình điền là 90.01 nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Hai cái giá trị này lúc này lại giống nhau rồi. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Các bạn chú ý nhá, mình sẽ để cái phần link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video. Thì các bạn có thể tải về các bạn thực hành luôn nhá. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.